nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại, chuyên dụng được các lực lượng quân đội và công an đưa vào diễn tập. Đặc biệt, trong diễn tập lần này, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân đưa máy bay tham gia diễn tập, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống. Khi cái tình huống cấp thiết và để bảo vệ các cái chủ quyền biển đảo và các cái lĩnh vực chống bạo loạn lật đổ thì lực lượng không quân là lực lượng tinh nhuệ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Từ ngày 28 tháng 9 đến nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an thành phố tổ chức huấn luyện chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong diễn tập. Bên cạnh việc xử lý các tình huống về an ninh trật tự, các lực lượng còn thực hiện diễn tập các tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ trên cao. Các tình huống giả định đều được xử lý nhanh, chính xác. Đối với lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức đã nâng cao rất nhiều về nhận thức và cũng như hành động, đặc biệt là trong cái cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Đây là diễn tập thường niên của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, qua đó phát huy hiệu quả vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các sở ban ngành, đoàn thể.